ones of the past lesson learned in life. Dịch là một bài học đắt giá trong cuộc sống. One of the past lessons learned in life. One là một, of là của hoặc là trong. Một trong những lessons là bài học. The lesson là bài học. The best là tốt nhất. Tốt nhất. Mà ở đây người dịch thời dịch hay là đắt giá, một bài học đắt giá, hay là một trong những bài học tốt nhất, chứ không phải đây là bài học duy nhất tốt nhất, mà một trong những bài học tốt nhất. Đó, một trong những bài học tốt nhất, one of the best lesson learned, được học. Learn đây tức là it is learned hay là that is learned, mà được học. Nhưng mà nó bỏ chữ it is learned, tức là nó bỏ cái thể thụ động passive voice, thể thụ động. Vậy nào học tiếng Anh thì tôi nói thêm chút xíu đó, vì tự nhiên quý vị sẽ nắm được. Tức là chữ learn này á, là học, mà thì quá khứ đã học, đã được học, đã được học. It is learned, đã được học in life, trong đời sống, trong đời sống. One of the past lessons learned in life là một trong những bài học, một của những bài học, hay là một trong những bài học tốt nhất được học trong cuộc sống. Mà hồi dịch thoáng nè, một bài học đắt giá trong cuộc sống vậy thôi. Đó, một bài học đắt giá trong cuộc sống. Never search your happiness. Có chỗ giờ nó đọc là happiness, tiếng Mỹ học đọc happiness, mà tiếng Anh là happiness. Nhấn mạnh chữ happiness, happiness. Never search your happiness. Never, đừng bao giờ. Search tức là tìm kiếm. Do là của anh. Happiness là hạnh phúc. Đừng bao giờ tìm kiếm hạnh phúc của bạn, hay là của anh, hay của chị. In, ở trong others, những người khác. Đừng bao giờ tìm kiếm hạnh phúc của bạn trong những người khác. Nghĩa là gì? Trong bản dịch này nè, đừng bao giờ tìm kiếm sự hạnh phúc ở trong người khác, hạnh phúc của bạn á, ở trong người khác. Chữ của bạn này ta bỏ, ta không dịch. Never search your happiness in others. Đừng bao giờ tìm kiếm hạnh phúc trong những người khác. It will make you feel alone. Nó sẽ làm bạn cảm giác cô đơn, cảm thấy cô đơn. Nó sẽ làm bạn cảm thấy cô đơn. Nếu quý vị tìm hạnh phúc mà đi tìm hạnh phúc trong những người khác á, thì cái điều đó, đó, cái điều đi tìm đó, nó làm cho mình cảm thấy cô đơn rồi. Cái câu nghĩa là vậy đó. Search your happiness. Hãy đi tìm. Search là search là tìm, nhưng mà hãy đi tìm. Cái này đã lệnh mà. Hãy tìm đi. Search your happiness in yourself. Nhấn mạnh chữ self. In yourself. In yourself. Phiên âm quốc tế đều là yourself. In yourself. Trong chính bạn. Yourself là chính bạn. You là bạn. You là bạn. Mà yourself là chính bạn. Đó. Do cũng là của bạn. And và then là gì? Và như thế. And then và như thế. And và then như thế. You will feel happy. Bạn sẽ
You là bạn, will là sẽ, feel là cảm thấy, happy là hạnh phúc, đúng không? Quý vị có biết cái từ Happy New Year không? À, đó chứ Happy đó đó. Happy New Year là Happy là năm mới hạnh phúc. Happy Birthday là gì? À, sinh nhật vui, vui vẻ. Chứ Happy có nghĩa là vui vẻ nữa. Chứ Happy có nhiều nghĩa. Nghĩa là bằng lòng, là hạnh phúc, là vui vẻ. À, ví dụ như là mình ở đây mà tôi hỏi gì vậy? Are you happy? Nếu mình ở đây nè, are you happy thì ở đây mình có hạnh phúc không? À, trả lời là happy. Chứ không phải là anh happy là không hạnh phúc. Không hạnh phúc thì thôi đi về đi, ở đi chứ. Những người nào có hạnh phúc mà ở đây, thích ở đây, thích vui vẻ ở đây thì người ta mới ở đây. Còn nếu cảm giác mà không hạnh phúc thì không ở đây. Đó. Giờ cho ăn vàng người ta cũng ở nữa. Will feel happy. Then you will feel happy. When you will feel happy, even là ngay cả, chí như hay là ngay cả. When, khi you, bạn a left, bị để lại alone, một mình. Khi bạn bị bỏ rơi, a left là bị để lại đó. À, bị để lại một mình, leave left left. Bị để lại một mình, đây là passive voice nữa. Để lại alone, một mình. À, alone, một mình. Ngay cả khi mình ở một mình mà mình vẫn khỏe thì thường. Một mình ta sống khỏe ru, câu này vậy đó. Một mình ta sống khỏe ru. À, nếu có gì, nếu như mình tìm cái hạnh phúc trong chính bản thân mình. Và như thế ta sẽ cảm thấy hạnh phúc. Ngay cả khi bạn bị bỏ rơi một mình. When you are left alone, khi bạn bị bỏ rơi một mình. Đó. Nếu có gì mà cảm thấy mà ở nhà mà hạnh phúc là ở nhà với chồng với vợ với con chỉ là điều gì, đúng không? Mà khi gì lên đây thì ở một mình nhưng mà cảm thấy hạnh phúc, bị bỏ rơi rồi đó. Ở chùa này có nhiều người bị bỏ rơi mà rớt về đây đó, thế mới đơn giản đâu. À, đa số nha, 99% bị bỏ rơi bây giờ đây. Mà bây giờ thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc. Cho nên cảm ơn cái người bỏ rơi mình, đúng không? Phải cảm ơn cái người bỏ rơi mình chứ. Tại vì mình đang trở về với chính mình mà. Nên tìm hạnh phúc trong chính mình. Vậy đây mình có con đường, có cái cuối đường hầm, có ánh sáng rồi. Ánh sáng cuối đường hầm. Tới mình bế tắc rồi. Nhưng mình lại được thấy một ánh sáng cuối đường hầm. Bế tắc là gì? Tức là mình bị bỏ rơi. Nhưng mà cuối cùng rồi mình đến đây mình thấy nó lé lên một ánh sáng. Mặc dù mình con đường mình nó bị cùng cực rồi, nhưng khi đến đây mình thấy có một ánh sáng thì lúc đó là mình thấy mình hạnh phúc vậy thôi. Đó. Nghĩa là gì? Nếu ta đi tìm hạnh phúc ở trong người khác thì chúng ta cảm thấy là cô đơn hoặc đau khổ. Nhưng mà nếu đi tìm hạnh phúc bằng cách đi tìm trong chính mình, để tìm hạnh phúc của chính mình thì mình cảm thấy hạnh phúc, dù mình bị bỏ rơi thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc như thường. Đó. Cái ý nghĩa là vậy đó. Bài này hay lắm. Hôm trước có nói lần rồi nó lướt qua nhưng mà nó không phải một cái bài chính. Hôm nay tôi soạn lại thành một cái bài chính. Đừng bao giờ tìm kiếm sự hạnh phúc ở trong những người khác, nó chỉ làm cho bạn cảm thấy cô đơn. Tìm kiếm sự hạnh phúc trong chính bản thân bạn, và như thế ta sẽ cảm thấy hạnh phúc, thậm chí khi bạn bị bỏ rơi một mình. Đó. Khi mà quý vị học cái bài này rồi, hiểu rồi đến đây ở rồi, cảm thấy hạnh phúc rồi khi nào thấy bạn bè của mình và người quen của mình mà nó gặp cái trường hợp này, cái hoàn cảnh này, thì mình chia sẻ nó. Đó. Thì tự nhiên là nó sẽ vượt qua sóng gió, nó sẽ vượt qua cái đau khổ và nó cảm thấy hạnh phúc. Bây giờ Đức Thái Tử Siddhartha ngày ở trong cung vàng địa ngọc, có vua Tịnh Phạn, có bà dì mẫu Gotami
Mahamacha Tây Gotami, rồi có công chúa Di Đà La, có La Hầu La, có quần thần, có mỹ nữ, có quân sĩ, vân vân, đúng không? Bây giờ đi tìm hạnh phúc trong những người đó, làm sao Ngài có hạnh phúc? Mà Ngài đi tìm hạnh phúc từ chính Ngài, rồi cuối cùng Ngài có hạnh phúc. Mặc dù Ngài cũng bị bỏ rơi trong rừng vậy thôi. Mặc dù đang ở trong rừng một mình mới Ngài hạnh phúc. Cho quý vị nào mà ở trong cốc một mình đó là hạnh phúc đó. Phải thưởng thức cái hạnh phúc khi mình ở một mình. Chứ đừng có nghĩ là mình thấy mình ở đây rồi mình ở buồn quá, mình ở không ở được một mình. Mình xin lỗi, mình ở không chỉ ở một mình không ở chung với bạn bè quần tụ này kia, vân vân. Tại sao mà mỗi người cái cốc là vậy đó, ý nghĩa là vậy. Chứ một mình là hạnh phúc, mình tìm về chính mình đó. Bài học này là gì thưa quý vị? Bài học này là một bài, đây là một bài học tốt nhất, đây là một trong những bài học tốt nhất, đắt giá nhất trong các bài học tốt nhất. Nhiều bài học tốt lắm, nhiều bài học tốt nhất, nhưng bài học này là bài học một trong những bài học tốt nhất, đắt giá nhất, một trong những bài học đắt giá nhất, để tìm hạnh phúc từ trong chính mình chứ không có tìm hạnh phúc từ trong người khác. Chứ quý vị nào mà đến chùa ở đây mà cuối cùng nói trời ơi tôi bất mãn chùa này quá, tôi bất mãn chùa này quá, tôi tưởng là chùa này là bồng lai tiên cảnh, thế ra địa ngục trần gian, toàn là trần tinh gấu ngựa, vân vân. Rồi bất mãn mình bỏ mình đi. Vậy mình sai hay là ở đây sai? Đúng không? Mình sai ở đây sai. Đây là mình sai tại mình tìm hạnh phúc từ trong người khác. Cái đặt vấn đề của mình nó sai. Còn giải quyết vấn đề của mình là đặt vấn đề đúng thì giải quyết vấn đề đúng, còn đặt vấn đề sai với vấn đề sai. Bây giờ cứ tưởng tượng đi. Đến đây là cứ nghĩ là ở Thiền viện Quốc Sơn này là toàn là những thánh nhân không à. Thánh nhân thì họ đi chỗ khác họ ở chứ ở đây chi? Đúng không? Mình nói là mình chạm những cái người mà phàm nhân mà phàm nặng đó gì. Bây giờ đang chạm phải những người phạm mà phạm nặng, phải hiểu vậy đó. Vì mỗi người là một khối tham sân si, mình vô đây mình ở, thay vì ở một mình thì mình chỉ có một cái lò tham sân si thôi, một lò lửa thôi. Mà giờ ở 1.000 người thì 1.000 lò lửa đang bừng cháy mà, đúng không? Cho nên mình nói sao, tôi tưởng ở chùa này người toàn người tu hành này kia. Lúc đó mình chỉ thấy mấy cái lúc mà người ta ngồi thiền mà khai mạc chụp hình rồi đó, cả ngàn người ngồi trang nghiêm tưởng thiệt lên đây biết thế nào lễ độ, đúng không? Rồi bất mãn rồi bỏ đi đi tìm chỗ khác, nhưng mà chưa tìm được cái chỗ nào mà để cho vừa ý mình thì mình đã chết rồi. Ý nghĩa là vậy đó, hay lắm. Mỗi người là một tham sân si. Và người ta có quyền hoạt động vì ta là phàm. Bhutthuchano Mattako, người phàm là người điên mà. Asutawa Bhutthuchano là người vô văn phàm phu mà, đúng không? Cho nên là mình bây giờ đang chạm phải những người phàm. Mà cũng xin báo tin mừng chỗ vậy, toàn là phàm nặng. Tôi ở đây từ năm 1984 tới giờ tôi biết mà, biết là phàm nặng lắm. Người mới cũng phàm nặng, người cũ cũng phàm nặng, người già cũng phàm, mà người trẻ cũng phàm, người trung niên cũng phàm, phàm nặng đó. Mà lửa thử vàng, gian nan thử sức, đúng không? Chứ không phải là anh hùng rơm, cho một bó lửa hết cơn anh hùng. Mình anh hùng rơm, chứ gặp lửa nó thổi lên cái tự nhiên cái nó bừng lên cái mình cháy. Còn nếu mà anh hùng thiệt á, nó không cháy, đúng không? Vàng thiệt không sợ lửa, vì mình là vàng giả thì mình mới sợ lửa chứ. Mà mỗi người là một tham lam sân hận si mê. Trong kinh Pháp Cú dạy là lửa tham ghê lắm mày ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Chứ gì ở đây 500-700 người, cái 1.000 người thì 1.000 ngọn lửa nó đốt mình là phải rồi, chạy trời cũng khỏi nắng.
mà cứ trách móc, ơ chùa này sao kỳ quá, ông sư cả này ông nhận người kỳ quá. Và có nhiều người nó có cớ vậy. Đi xin vô ở chùa thì chúng tôi nhận, nhận xong rồi đề xuất là không có nhận người nữa, chỉ có mình con thôi. Quỷ gì đó, quỷ sứ gì đó, ích kỷ đó, selfish, ích kỷ, nhỏ mọn, không có tâm Bồ Tát, không có độ đời, mà chỉ đợi đồ thôi. Nếu có mình con sư phụ thì đồ tới ăn quản hết. Còn nếu mà nhiều người quá thì chia, nếu tối qua chia, họ mang vô hai cái thùng bột ngũ cốc vậy đó, mà chia người có hai gói, uống hết chưa trời, uống hết chưa, tôi kêu gửi vô thêm đó, họ chuẩn bị gửi nữa đó. Cho nên quý vị học tu là có phước tới à, đúng không? Công ty ở Hà Nội luôn á, đó. Đó, chúng tôi hướng dẫn cho họ cúng tận tay luôn, họ quan hỷ lắm. Họ nói đem về con gửi xe vô nữa, vì đồ là họ đi máy bay. Cho nên là thưa quý vị, là mình ở được rồi, mình thôi, sư cả đừng nhận nhiều người quá, nhận quá vô nó quậy phá mất uy tín sư cả. Cái đó là nhân danh chánh pháp để xây dựng cái tự ngã, chứ không phải không phải sợ mất uy tín gì cả, mà sợ mất ăn của mình, đúng không? Sợ những người ở chung mình nó quấy rối mình, sợ mất cái lợi ích của mình. Trong đó gọi là avijja paticca sankhara, vô minh duyên hành. Vì vô minh mà mới có lời nói đó. Vì vô minh là tôi muốn tôi là phải perfect, phải tốt, phải ngon, cho nên tôi không muốn ai hết á có mặt ở đây, đúng không? Vậy đó. Mà nếu mà trước đó thì cũng có người ở rồi, mà trước đó mà tôi nghe lời cái người trước đó thì cái người mà nói câu này làm gì có chỗ ở. Nếu tôi nghe lời cái người trước đó đó, họ ở đây rồi, nó sẽ cả đừng nhận người nữa, thì tôi đâu có nhận cái người mà ngày để họ nói. Hiểu tôi nói gì không trời ơi? Vậy đó. Nó vậy đó. Khi tôi giảng bài tôi dán bài lật ngửa cho vị thấy, mà muốn dán bài lật ngửa này là phải nắm được cái thập nhiên duyên, cái khóa đặc biệt là khóa diệu pháp của thập nhiên duyên. Thì quý vị phải bám theo mấy ông thầy dạy diệu pháp này, lớp học nó ít người nhưng mà quan nghĩ lắm, đi sâu vô cái diệu pháp thì mới hiểu được. Vô minh duyên hành, vì vô minh mới có hành động. Hành duyên thức tức duyên sắc mọi người. Đó. Như vậy là gì? Đó là vấn đề của bài học hôm nay. Một bài học tốt nhất, đây là một trong những bài học tốt nhất, đắt giá nhất mà học từ cuộc sống này. Thứ nhất, đừng bao giờ đi tìm hạnh phúc trong những người khác, đi tìm hạnh phúc cho mình mà trong những người khác. Những người khác có cái gì đâu mà mình đi tìm họ. Tham lam sân hận si mê, kể cả ông sư trụ trì này luôn, đừng có tìm hạnh phúc của quý vị mà từ ông trụ trì này, sai đó. Từ ông sư phụ mình cũng sai, từ ông sư cả mình cũng sai luôn, mà tìm hạnh phúc từ trong chính mình nha. Tôi không có ý tưởng là có đệ tử, mà tôi không có cái ý niệm là nhận đệ tử để mình tạo nên một cái sự danh giá cho mình, đúng không? Mà chỉ có ý niệm là giúp cho người ta vượt qua sóng gió, giúp ta vượt qua cái khổ đau vậy thôi. Mà khi mình muốn giúp cho người ta vượt qua sóng gió, vượt qua khổ đau á, ai cũng giúp được, mình ai cũng giúp được. Còn nhận đệ tử á, là phải lựa chọn cái gì, đúng không? Phải lựa chọn. Hai cái nó khác à, thái độ khác, hành xử khác. Thái độ khác, hành xử khác là gì? Nếu vậy mà nhận đệ tử á, tức là tìm đệ tử á, thì phải lựa chọn chứ. Ví dụ như đó, tuổi là 18 đến 25, tốt nghiệp tú tài, trình độ tiếng Anh tiếng Pháp như gió, đúng không? Tiếng Việt thì phải chuẩn, Hán Việt là phải giỏi thì mới nhận làm đệ tử chứ. Còn nhận mấy người học lớp 5, lớp 3 vô là mình mất uy tín thì sao? Ở đây có nhiều người sử dụng điện thoại vậy, rồi đưa lên mạng, rồi chụp hình, rồi đưa những cái nhận định, rồi viết như vậy, chính tả xè bét hết.
nhục nhã vậy. Mà xưng danh là đệ tử thiền viện Quốc Sơn, đệ tử của ông sư cả trụ trì của chánh, tiến sĩ Phật học, mà dưới đến tại xà bẹt hết à, như vậy đó. Tại nó mắc cỡ giết mắc cổ, thấy không? Như vậy đó. À, giặt đồ thì giết chứ giặt giả, chứ giặt thì theo giặt giả được. Mà nó kỳ lắm. Mà suy nghĩ thì giết vô hỏi, nghĩ vô hỏi, suy nghĩ phải vô ngã, còn nghỉ ngơi phải vô hỏi. Cái cơ bản nhất vậy đó, mà cuối cùng rồi là cũng không có đó. Mà nếu mà ông sư phụ mà ông chọn thì thử đó, ông bây giờ ông chọn mấy người ngu dốt đó, nó làm tàn phá cái uy tín của ông. Hỏi đệ tử của ai? Đệ tử của ông sư phụ chánh cho ai đó. Thấy chưa? Tôi không sợ, không có sợ cái mất uy tín đó để mà mình không cứu rỗi họ được. Nên có những cái trường hợp là vậy đó. Tôi nói tại sao mà mình không có nên tìm cái hạnh phúc từ trong người khác. Nếu tôi đi tìm hạnh phúc từ trong quý vị thì tôi đau khổ dữ lắm, không bao giờ hạnh phúc được, thấy cô đơn dữ lắm. Mình thì mê tu, mình thì mê học, mình thì mê thiền, mình mê nghiên cứu, mình thì mê giúp người này giúp người kia. Còn những người khác thì họ không chịu, họ đâu có chịu, đúng không? Như vậy đó. Và đây là cái câu đầu tiên này nè. One of the best lesson learned in life, nghĩa là bài học này được học từ trong thực tế cuộc sống, chứ không phải là một cái lý thuyết trong sách vở. Đây là bài học từ trong thực tế cuộc sống, chứ cái bài này có giá trị. Hiểu tôi nói gì không? Tức là bài học này là từ, nó rút ra từ trong thực tế cuộc sống, chứ không phải là đọc kinh hay đọc sách mà nó ra. Nó khác à? Bài học này rút ra từ trong thực tế cuộc sống. Mà có bài học này, mà bài học nào mà nó rút ra từ trong thực tế cuộc sống đó, bài học đó nó có hồn, có giá trị, nó ứng dụng được. Nó không phải chỉ là lý thuyết, mà nó là trên thực tế cuộc sống nó đẻ ra bài học này. Nhưng cái câu đầu không có là mình học được hai ý đó. Bài học đắt giá. Bài học đắt giá mà sao mà mình không có học uổng vậy, đúng không? Bài học đắt giá mình phải làm học chứ. Thứ hai, bài học này nó có thẩm quyền, nó có giá trị, có thương hiệu. Bởi vì bài học này nó rút ra từ thực tế cuộc sống. Thì cái người phát biểu cái bài học này là họ dựa trên thực tế cuộc sống, chứ không phải là họ suy ngồi trong phòng thí nghiệm mà suy nghĩ, họ suy diễn. Đó là cái phần thứ nhất. Phần thứ hai, hồi nãy là mới dịch, bây giờ là giải thích từng đoạn. Ở đây mình có ba đoạn. Đoạn thứ nhất là đoạn cái đầu đề của cái bài học này, đoạn đầu đề của bài pháp thoại này, đúng không? In đậm. Đoạn thứ hai, never set your happiness in others, it will make you feel alone. Tìm hạnh phúc từ trong những người khác chỉ làm cho ta cảm thấy hụt hẫng, cô đơn và đau khổ mà thôi. Tại sao cảm thấy hụt hẫng? Tại trước đây mình tưởng tượng họ là cái người nghe là tốt, người hoàn toàn, người perfect, người nghe là hoàn hảo, đúng không? Cho nên bây giờ mình chạm phải một cái người mà không hoàn hảo, người không tốt, nên mình bị hụt hẫng. Và mình cảm thấy là cô đơn. Cô đơn thì họ không cùng tần số rung động với mình, đúng không? Hai trái tim không cùng một nhịp đập, cho nên cô đơn rồi, đúng không? Như vậy đó. Nó không cùng tần số, nên không giống nhau.
Cho nên tự nhiên mình thấy mình cô đơn. Sao giống nhau được? Hành trình của mỗi người khác nhau, mình học rồi. Hành trình của mỗi người là khác nhau, đúng không? Đau khổ. Đau khổ là gì? Mình bất mạng. Mình tưởng, tôi tưởng vậy, tôi tưởng vậy, té ra vậy. Tôi tưởng rằng thiệt, té ra rằng giả. Đúng không? Tôi tưởng người hiền, té ra người dữ. Đúng không? Tôi tưởng tôi nhận cái người vô đây tu, ráng họ tu, phải không? Họ có điện thoại, họ quay phim mấy cái đoạn mà mấy gì mà gây lộn, chửi lộn nhau, họ quay phim. Quay phim xong họ đưa lên Facebook. Mới xử lý tốt hôm qua. Đúng không? Rồi phải đưa cái độ 31 xuống để tìm cái cốc cái cô đó. Rồi báo đưa điện thoại đây. Rồi phải delete, tức là phải tắt, phải xóa. Tự nhiên đi vô đây. Rồi là ở đi tu, ta cho mình ở tu, ta cấp những cái cấp xinh bé xinh rồi dòm cái người này kia gây lộn, rồi cái quay phim lên, rồi đánh giá Phật giáo Việt Nam là dày hả, Thiền viện Phước Sơn là dày hả, đánh là đưa lên thì thôi. Ui mai không, thấy không? Rồi có người báo chúng tôi phải đi cho người xuống liền, 311 xuống liền, giải quyết liền, cảnh cáo liền, cúp điện cúp nước liền, vậy thôi. Đồ phá hoại. Nếu mà hai người ta gây cự với nhau thì cũng là chuyện bình thường trong quyển thôi chứ gì đâu, trong nhà người phố mà, chỉ trong nhà người phố mà. Rồi thứ hai nữa là gì, cái tội mình là gì, là ghi hình lên rồi đưa lên mạng xã hội toàn cầu luôn á. Đây là Phước Sơn nổi tiếng luôn, nổi tiếng toàn cầu luôn cái gì. Mà cũng may họ mới đưa lên chỉ có mấy trăm người coi à. Là mấy trăm triệu người coi là mình chết, đúng không? Mặc đầu đầu trọc, áo thì áo vàng, áo nâu, mà giống hoạt động giống như thiếu lâm tự, quỷ sứ gì đó coi được. Nhiệt tình mà cộng với ngu dốt thành phá hoại, đúng không? Cái chuyện này là đâu, mình đâu cũng quay được, chấp nhận cho quay, nhưng mà ai là người nhận cái đoạn quay này? Độ 311 sẽ nhận, hoặc là ông sư trụ trì sẽ nhận là được, là sẽ có tiền thưởng liền, đúng không? Có tiền thưởng ngay, cứ quay rồi chuyển qua cho sư trụ trì giải quyết đó. Mà không chuyển qua trụ trì mà chuyển cho tổng thống Mỹ. Vậy đó, nó khổ vậy đó chứ, vậy thấy không? Cho nên quý vị thấy nếu vậy làm trụ trì, quý vị giải quyết sao? Điên đầu không? Mà cái người này đi tìm hạnh phúc từ trong người khác chứ không phải tìm hạnh phúc chính mình, đúng không? Đi tìm hạnh phúc cho gọi là trong người khác, chứ họ không có học đâu mà biết. Phải học hành mới biết được chứ gì. Không học hành làm sao biết đi tìm hạnh phúc ở đâu, đúng không? Cứ tưởng tượng là chùa này nè, trên cao là có Phật, ở dưới là có pháp, rồi dưới nữa có tăng, toàn tăng đồ lô không à, khổ vậy. Cũng tăng đồ lô à, thế là cái hụt cái là rồi bị sốc đi, sốc được quay được tức quá quay phim đưa lên mạng trời vậy, nó ảnh hưởng cái chung rất là người ta sẽ nói là ông trụ trì nè, ông quản lý gì, ông cho người ở gì mà đánh lộn gây lộn vậy, đúng không? Rồi cuối cùng là người tốt ở đây á là người ta bị ảnh hưởng, người xấu thì có mấy người à? Cái người mà chuyên gây lộn á, đánh lộn người ta kiếp trước họ là quỷ sứ tái sanh, Atula mới xuất hiện, Atula tái sanh nó như luân hồi mà, hành trình mỗi người khác nhau. Còn những người mà tiên nam tiên nữ bị đọa, ta đang tu muốn chết đi, ảnh hưởng chứ, đúng không? Hiểu tôi nói gì không mấy ông mấy bà? Cái gì vậy? Ở đây toàn tiên nam tiên nữ giáng trần mà tu không chứ. Thỉnh thoảng có quỷ sứ, ngạ quỷ Atula tái sanh vô đây à. Mà mình đi tìm Atula, tìm ngạ quỷ tái sanh để mình quay phim, mình chụp hình để mình đưa lên. Thì ảnh hưởng tới mấy trăm cái
Tiên nam mặc áo hoa cà, nữ tiên chim lụa thước tha một đường này chứ, đúng không? Tôi nói là vậy đó. Ở đây có nhiều người tôi thấy tôi quan nghĩ lắm, mà tu chứ lắm, ít nói, ăn thì nhiều mà nói thì ít thôi. Có người á, nói nhiều mà ăn ít, có người mà ăn nhiều nói ít, đúng không? Có người ăn nhiều nói nhiều, có người không chịu ăn cũng không chịu nói. Mấy bà sắp chết rồi đó, ở đâu chịu ăn chịu nói đâu. Như vậy đó. Thế đừng có nhiệt tình mà cộng với ngu dốt thành phá hoại vậy. Nhiệt tình cộng với ngu dốt thành phá hoại đó, dẫn được. Mà cũng may có người báo tôi mới xử lý liền, chứ nếu không có để nó kéo dài ra rồi gặp những cái người quản lý giáo hội, quản lý nhà nước họ thấy đó, họ sẽ khiển trách mình ngay. Họ nói ông sư ông dẫn tùm lum tùm la, vô đây tu hành gì không tu gì trời. À. Rồi đó là gây cái phiền toái, mất uy tín của Phật pháp giáo hội, của Phật giáo đi. Còn chúng tôi nhìn cái nhìn khác, tôi nhìn một cái nhìn nó xuyên thấu luân hồi nữa, sanh tử nữa, chứ có cái sự thông cảm, nhưng mà không có nghĩa là bỏ qua được, bỏ qua được. Sẵn giờ này tôi nói thêm để cho quý vị nào mà có cái suy nghĩ và có hành động đó nha, tức khắc là cúp điện cúp nước, đó là biện pháp tối thiểu nhất. Thứ hai, mấy cô tập trung học đi, đừng có nói chuyện nữa, không cần nữa, hiểu không? Không cần nói, đưa thôi. Nói tôi không phóng tâm, tôi sân lên cái mệt, sân lên thì trí tuệ nó không có nữa để mà giảng nữa. À. Tức là gì? Là biện pháp là từ từ, từng bước vậy đó. Mà từng đầu này thì tôi còn gia giảm, chứ bắt đầu từng sau tôi siết. Ai không học thì thôi, tôi cho cúp điện cúp nước hết. Chứ không ở đây làm gì? Mục đích là ở đây làm gì đấy? Cái mục đích của mình là làm cái gì? Đúng không? Trốn chồng vô đây hay trốn vợ vô đây? Ở nhà bị chồng đánh quá, vợ đánh quá đi, cha mẹ đánh quá cho nên sợ quá vô đây, đúng không? Con nó bất hiếu, nó hỗn hào, nó chửi rủa, nó chạy vô đây chứng nào tật nấy sao được, đúng không? Nhớ đừng quên. Vì sao mà tìm hạnh phúc trong những người khác mà càng đau khổ, càng đau khổ, càng cô đơn, càng băng giá? Vì họ là vì họ là người phàm, người đầy dẫy tham sân si, nhiều đời nhiều kiếp, đúng không? Và họ là cái người giống như là đang cải tạo, dùng cái từ đó, đang cải tạo. Chúng ta là những người đang cải tạo, đang được cải tạo. Từ tham sân si chúng ta cải tạo thành vô tham, vô sân, vô si. Chúng ta tìm hạnh phúc từ những người đang cải tạo mà. Phải tìm hạnh phúc từ Đức Phật à. Tìm hạnh phúc từ các bậc thánh nhân, như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A Nan Đa, Ngài Kassapa à. Mới được. Ngài La Hầu La à. Chứ mình tìm hạnh phúc từ trong những người này sẽ được cái gì? Không được. Thì họ là người phàm, người đầy dẫy tham sân si. Và chúng ta nhìn họ bằng một cái nhìn tục đế. Tục đế là người là đời thường. Và chúng ta cảm thấy là đau khổ. Trong thâm tịnh đạo có câu nổi tiếng là gì? Tâm sân buộc tội chúng sinh, trí tuệ buộc tội các pháp hữu vi. Tâm sân buộc tội chúng sinh, mà trí tuệ thì buộc tội các pháp hữu vi. Đó. Nhìn họ, mình cảm thấy cô đơn. Vì họ không trùng cái suy nghĩ với mình. Họ không cùng một tần số rung động như mình rung động. Nếu mình tìm hạnh phúc từ trong người khác thì mình sẽ đau khổ thôi, mình sẽ cô đơn vì họ không cùng một tần số giống như mình. Tâm của họ nó không giống tâm mình, nên không nên đi tìm hạnh phúc từ trong những người khác. Như ở chùa Thiền Diệu Phúc Sơn này, chúng ta ở 500-700 người thường trực ở đây, trên dưới 500 người. Rồi là
khóa tu nữa, cũng phải dưới 1.000 người mình đi tìm họ, tìm sao thì làm sao mà người nào giống người nào, mà người phàm là người điên, mà bố thú trời nói âm mất thật cô, cho lý do tại sao không đi tìm họ, họ không quan trọng, not important, họ không quan trọng gì, họ không quan trọng, mình mới là người quan trọng. Nếu như mà sư trụ trì chùa này để tìm hạnh phúc trong các vị tăng ni Phật tử ở Thiền viện Phước Sơn thì thật sự là cảm thấy cô đơn dữ lắm, vì họ không thực hành theo ý mình muốn. Học pháp, hành thiền, công quả, và ngược lại, họ thực hành theo ý của họ muốn, đi bát, ngủ nhiều, gây lộn, chửi lộn. Đúng không? Ông sư cả thì ông muốn họ học pháp, ngồi thiền, công quả, ăn ít, ngủ ít. Bây giờ nhưng mà họ lại muốn ngược lại, đúng không? Họ muốn đi bát đi bát buổi trưa này nó phong phú cả, họ muốn còn muốn có đại thí chủ tới nữa cả, rồi họ muốn ngủ nghỉ vì lý do sức khỏe, họ muốn vậy. Nhiều khi họ không muốn nhưng mà sức khỏe còn không cho phép, họ đâu có đi học nổi. Mà mình là mình muốn họ học nhưng mà họ không muốn nổi. Cái hoàn cảnh xung quanh, cái điều kiện khách quan của họ không cho phép học nổi. Có nhiều người muốn học lắm chứ nhưng mà đi không nổi, ngồi không nổi. Vì sư cả nhìn cái góc nhìn như vậy cho nên sư cả rất là thông cảm. Chứ không phải không thông cảm. Rồi á, gây lộn chửi lộn tôi mới nói tối qua tôi đi xử lý chuyện đó đó, cho người đi xử lý chuyện đó, gây lộn chửi lộn đánh lộn nữa cơ. Như vậy mình đi tìm hạnh phúc trong người khác thì mình sẽ đau khổ, ý là vậy đó. Cho nên thôi bây giờ đừng có tìm hạnh phúc ở đâu đó, bỏ đi. Mình chỉ mượn gió bẻ măng, mình lên đây mình nhờ cái môi trường này, nhờ có cái cốc ở trong chùa này, nhờ nương vào cái tập thể này, vân vân, để mà mình thực hiện cái lý tưởng của mình, đúng không? Bây giờ tôi muốn một người học thuộc lòng Nguyễn Đức Phật Pháp Sát Trăm Trang, tôi muốn nhưng mà đâu được. Mà tôi là người đã học rồi, đã thuộc lòng rồi. Rồi tôi muốn là tôi những người trong này học 433 của Kinh Pháp Cú, đã thuộc lòng, vì mà thuộc mà thâm nhập được nó hạnh phúc dữ lắm. Mà tôi muốn cho người đó được hạnh phúc, nhưng mà cuối cùng người đó học đâu có nổi. Vì lý do tại sao? Vì cái nghiệp của họ nữa chứ, cái tiền kiếm của họ đâu muốn học là học đâu. Mà tôi muốn vậy, nhưng mà cuối cùng nếu tôi muốn như vậy thì tôi sẽ đau khổ, tôi không có hạnh phúc. Và nếu và ý chí, vì ý chí là chủ quan, mình muốn cái hội chúng của mình phải là hội chúng nữa là nổi tiếng, hay là hội chúng gọi là giỏi, hội chúng siêng năng, mình muốn vậy đó. Nhưng mà không, không có. Trong thời Đức Phật quý vị cũng rất nhiều hội chúng, trong kinh dễ mô tả, trong kinh Tăng Chi mô tả, Đại Tỳ Kheo có 4 hội chúng: hội chúng thanh tịnh, hội chúng không thanh tịnh, hội chúng vừa thanh tịnh không thanh tịnh, vân vân. Mà Đức Phật này cũng đâu có muốn. Mà cái thực tế cái hội chúng nó diễn ra như vậy. Còn nếu mình muốn thì mình sẽ đau khổ. Còn mình không muốn thì mình không có đau khổ. Cho nên muốn trong người khác thì mình sẽ đau khổ. Còn mình muốn chính mình thì mình sẽ hạnh phúc, an lạc. Câu thứ 3: Set your happiness in yourself and then you will feel happy even when you are left alone. Là gì? Tìm kiếm sự hạnh phúc trong chính bản thân bạn, và như thế bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc thậm chí khi bạn bị bỏ rơi. Là gì?
Bằng cách nào để mình có hạnh phúc này? Đó là thực hành chánh niệm, chú ý vào chính bản thân mình, chú ý vào thân thọ tâm pháp tư niệm xứ. Cụ thể là chú ý vào hơi thở. À, thế thôi, đi tìm hạnh phúc từ trong chính bản thân mình. Bản thân mình có cái gì? Hơi thở. Cho nên là mình muốn có hạnh phúc thì đi tìm hạnh phúc trong chính mình bằng cách ngang qua cái sự chánh niệm, sự chú ý, sự quan sát, sự theo dõi hơi thở thì chúng ta có hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Là sự bình an. Sách Tà Năng Sách Đi Gia đưa đến thanh tịnh chúng sinh. Sô Cấp Bích Đà Hoa Năng Sáu Cái Ma Giá vượt khỏi sầu não. Đô Bà Nát Sa Năng Ách Thăng Cái Ma Giá diệt trừ khổ u nha giá sách đi cái ma giá thành tựu chánh trí chánh lý Niết Bàn Sa Sắc Chí Kỳ Gia Giá chứng ngộ Niết Bàn. Giá đi đằng đó là Chát Ta Rô Sa Ti Bát Thà Nà Tư Niệm Sư. Tức là cái người mà chú ý vào hơi thở thì thành tựu được Niết Bàn. Mà Niết là không, bàn là tham. Niết Bàn là không có tham. Chú ý vào hơi thở tức là được vô tham, đúng không? Mà Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng. Cho nên chú ý vào chính mình là có hạnh phúc tối thượng. Niết Bàn Ang Paramang Sukham. Một hơi thở có chánh niệm, chú ý là một hơi thở có Niết Bàn Ang. Niết Bàn Ang theo kiểu nháy nháy, nhưng mà Niết Bàn Ang theo kiểu mà hoàn toàn. Chứ thôi, một ngày một đêm mình có 86.400 hơi thở, mình có 86.400 cái Niết Bàn Ang, cái hạnh phúc đó. Chú ý chính mình là mình có hạnh phúc rồi. Đi tìm hạnh phúc trong chính mình. À, đấy. Search your happiness in yourself, and then you will feel happy. Happy là hạnh phúc, Niết Bàn Ang mà, cảm thấy hạnh phúc. Even when you are left alone, tức là khi mình có một mình, bỏ hết tất cả, người ta bỏ mình hết, mình chỉ chú ý hơi thở thôi. Một mình ta sống khá ru vậy, chú ý hơi thở tức là mình có hạnh phúc rồi. Và đây là cái bài học này. Bài học từ trong cái inline lên được học inline trong cuộc sống thực tế. Trong cuộc sống thực tế, đúng không? Mình có hạnh phúc, chú ý vào cái gì đi? Hơi thở. Bốn cái đề mục lớn mà mình phải chú ý, đó là thân thọ tâm pháp. Thân tức là cái thân này nó liên quan tới hơi thở. Thì cái đi, đứng, nằm, ngồi, vì chú ý vào cái đi, hạnh phúc liền. Đây có nên đi tìm hạnh phúc bằng cách mà trong chính bạn. Chính bạn là ai? Đó là cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi. Cái đi biết mình đang đi, cái đứng biết đang đứng, cái nằm biết đang nằm, cái ngồi biết đang ngồi. Cách chanh tô qua khi đi, cách xa mi tí bá cha na thì biết rằng tôi đang đi, đúng không? Cái tô qua khi đứng, cái tâm mi tí bá cha na thì biết rằng tôi đang đứng. Cái gia nô qua khi nằm, cái gia nâm mi tí bá cha na thì biết rằng tôi đang nằm. Cái sinh nô qua khi ngồi, cái sinh nâm mi tí bá cha na thì biết rằng tôi đang ngồi. Tức là chú ý chánh niệm là bát chánh na tí, là sự chú ý. Chánh niệm là sự chú ý. Chú ý vào cái đi đứng nằm ngồi là mình có hạnh phúc. Chú ý của đứng của chính mình, gọi là quán thân trên nội thân. Chết ta ca dê ca gia nó bắt xì, quán thân trên nội thân. Đúng không? Vì muốn hạnh phúc thì chú ý vào chính mình vậy thôi. Chính mình ở đây là gì? Đó là thân thọ tâm pháp. Thân tôi nói rồi, tiêu biểu là gì? Đó là hai cái hơi thở. Thứ hai là cái đi đứng nằm ngồi. Cái thứ ba, khi làm bất cứ việc gì, sambacchana kari hô tí, biết rõ việc mình đang làm. Khi ăn uống nhai nếm, biết rõ việc mình đang làm. Khi đi đại tiện tiểu tiện, biết rõ việc mình đang làm.
Khi đánh răng súc miệng biết rõ việc mình đang làm. Lúc đó mình có một mình thôi nhưng mà vẫn hạnh phúc. Đó là cái thân á, chú ý về cái thân nó có ba cái tiêu biểu đó. Chú ý cảm thọ là cái buồn, cái vui, cái đau, cái nhức, cái khó chịu, cái bực bội. Chú ý về cảm thọ thì mình thấy là mình có hạnh phúc. Như tôi đã từng nói là mình chú ý vào cái người gây sự với mình thì mình đau khổ, mình không có hạnh phúc, mình thấy bất mãn, mình hụt hẫng. Nhưng mà khi cái người họ làm cho tôi bực bội lên, khó chịu lên, thì tôi chú ý cái sự khó chịu là cảm thọ. Cảm thọ sự khó chịu thì tôi nhìn cái sự khó chịu, cái tự nhiên tôi thấy tôi dễ chịu lại liền, an lạc liền, hạnh phúc liền. Đó thì đó là chú ý vào cảm thọ, thân thọ, cảm thọ. Cho nên ngài thiền sư Ajahn Chah ngài dạy là nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình, đúng không? Cái sự khó chịu của mình. Cái thứ ba là chú ý chính mình là gì? Chú ý chính mình là chú ý vào cái tâm của mình. Nhưng mà mới đọc câu nói khóc đó, nó vừa thọ vừa tâm. Trong tâm nó có cái sở hữu tâm, sở hữu tâm là thuộc cái thọ. Cho nên là chú ý vào cái tâm của chính mình, đọc cái tâm của mình, đọc 1000 quyển sách không bằng đọc chính cái tâm của mình. Và khi chú ý vào cái tâm mình có hạnh phúc quý vị, chắc chắn vậy, 100%. Cho nên mình thưa quý vị là mình không có rảnh đâu. Ai mà rảnh rỗi là không có tu, mà ai biết tu rồi không có rảnh, chắc chắn vậy đó. Khi mình chú ý vào cái tâm, nhìn cái tâm, quan sát cái tâm thì mình thấy mình hạnh phúc rồi thôi. Anh thấy cái tâm của mình mà muốn nhìn được rõ cái tâm của mình thì nhớ phải chú ý vào hơi thở. Và khi chú ý vào hơi thở thì nó ổn định rồi á, thì cái tâm nó khởi lên cái điều gì thì tự nhiên mình thấy mình phát hiện được ngay, phát hiện được cái tâm của mình. Và nếu quý vị không ổn định cái tâm bằng cái sự chú ý vào hơi thở thì khi có những trạng thái gì nó sanh lên thì mình không nhìn được cái tâm được. Đây là kinh nghiệm chúng tôi. Và mình cần cái tay nghề và chú ý vào cái tâm, nó đòi cái này, nó đòi cái kia, nó phối hợp lại, nó giúp cho mình để mình thấy rõ cái tâm. Rồi chú ý về pháp. Ví dụ như mình chú ý pháp là gì? Có 5 cái pháp mình phải chú ý. 5 triền cái, ngũ thủ quẩn, 12 xứ, 7 giác chi và tứ diệu đế. 5 triền cái, ngũ thủ quẩn, 12 xứ, 7 giác chi, tứ diệu đế. Nhưng mà tôi nói cái thực tế hàng ngày. Mình chú ý vào cái gì? Khi mình nhìn, mình thấy, mình nghe, mình nếm, mình đụng. Thì khi mình nhìn, mình thấy, thì mình chú ý vào cái thấy. Chú ý vào cái thấy. Hay là chú ý vào cái cảnh mình thấy. Chú ý vào cái thấy được, tôi chú ý vào con mắt. Và chú ý vào cảnh mình thấy là cảnh sắc. Chú ý hai cái. Và chú ý vào âm thanh và chú ý vào cái lỗ tai là âm thanh. Âm thanh và lỗ tai, chú ý vào hai cái đó. Rồi chú ý vào mũi, rồi hơi đó, rồi chú ý vào lưỡi và cái vị, và chú ý vào cái thân và cái xúc chạm, và chú ý vào cái gọi là cái suy nghĩ và cái điều mình suy nghĩ đó, mình chú ý cái đó, tức là trở về chính mình là chú ý cái đó. Khi mình nhìn, mình thấy. Nhìn thấy, tức là thấy cái gì, ai thấy, còn mặt thấy. Thấy cái gì, thấy cảnh sát. Thì chú ý đó thôi. Trở về chính mình là vậy. Do cái duyên giữa hai cái này nó gặp lại, thì những cái tâm nó khởi lên, mình biết vậy. Rồi cái tâm này nó cũng sanh lên, rồi nó cũng diệt luôn. Cái tâm mình sẽ chú ý này nó cũng diệt. Ví dụ trước mặt quý vị có tượng Phật giả đồng đen nè, quý vị chú ý. Nhìn cái gì nhìn, có mắt nhìn, chú ý con mắt. Những cái gì nhìn, cái cảnh sắc là tượng Phật. Nó tâm gì khởi lên. Tức là như tâm kính trọng khởi lên.
Nhưng mà khi hôm đó thì tôi nhìn qua cái bình bông này, thì cái bình bông này là cảnh sắc, rồi là tâm cái gì thấy cảnh sắc còn mặt, rồi cái tâm khi mà cảnh sắc này nó cái bông này xuất hiện là cảnh sắc và con mắt này, thì tâm gì tôi khởi lên tâm tham, và tâm tham được khởi lên rồi cái diệt, gì xem không có thời giờ gì, không có thời giờ đâu. Bây giờ mình thực hành chánh niệm theo sự chú ý thì không, mình có thời giờ để mà mình làm việc khác. Mà một mặt nữa bây giờ phải tranh thủ, mà vừa thực hành chánh niệm mà vừa học Phật pháp đó chứ. Chứ nếu mà không học Phật pháp thì sao mình dốt làm sao? Mình suy nghĩ đi. Bây giờ không đề ba từ bây giờ, kiếp sau làm sao mà giỏi được, mà biết được? Nếu bây giờ mà không học thì kiếp sau sanh lên làm sao biết? Thì phải tranh thủ học. Nhiều kiếp này mình học được 100 câu kinh bất cứu, còn lại là trên 300 câu nữa thôi để dành kiếp sau học tiếp, đúng không? Kiếp này không có câu nào hết, thôi để dành luôn 423 câu kiếp sau học. Sao? Sao được? Phải có đề ba chứ, phải có đề ba mới được. Những cái sao mới vô nổi kinh Phật được chứ. Còn kiếp này không có đề ba được, không có khởi đầu được, là start được. Chứ làm sao mà cái sao mà có thể trở thành cái người mà ngon lành hơn người khác? Kiếp này mình thấy mình hẩm hiu rồi, mình thấy mình nhỏ bé rồi, mình thấy mình đơn điệu rồi, mình thấy mình thua thiệt rồi. Vậy mà cũng cố gắng, trí tuệ thì thấp lè tè, đúng không? Sắc đẹp thì giới hạn, mà thủ đoạn thì vô biên. Vậy thì vậy đó. Cho nên mình không có trí tuệ. Kiếp này thì mình không có trí tuệ, bởi vì mình không chịu học nữa, mình không có chuyển nghiệp để mình học được, để mình có trí tuệ. Rồi cái sau là mình tiếp tục nữa, không có trí tuệ nữa, cái gì mình tiếp tục trở thành người ngu nữa, tiếp tục trở thành người lẹt đẹt đi phía sau, chứ mình không thể đi giữa và đi đầu được đâu, ai cho? Nếu bây giờ mình không khởi động, không đề ba, không start thì làm sao cái sau mình có thể được? Chứ ngoài cái giờ mình hành thiền tứ niệm xứ, cái gì phải tranh thủ học thêm, học ngấu nghiến, học say sưa, học đến chết, học tắt thở. Thì khi mà mình tắt thở thì cái sao tự nhiên mình trở thành người trí tuệ vậy. Mình mới tự hào được chứ, mình mới ngẩng cao đầu được chứ. Còn bây giờ kiếp này mình không, mình đã dốt rồi, người ta xem thường mình rồi, ta khi dễ mình rồi, rồi mình tiếp tục mình không tinh tấn nữa, cái sao mình tiếp tục dốt nữa, nó càng khi dễ nữa. Mà cái tâm lý mình muốn ai cũng quý trọng mình hết, ai nhìn mình họ cũng phải nể nang mình hết. Và cuối cùng rồi cái hành động của mình nó làm vậy, nó dẫn mình đến gọi là người từ chỗ tối đi đến chỗ tối, chứ không phải người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng. Chứ tôi thích cái câu nói của ông Lenin là học học nữa học mãi, gì nhiệt tình mà cộng với ngu dốt thành phá hoại. Trước đây mà quý vị biết tôi đâu có được người ta truyền cảm hứng để mà học đâu, ít lắm. Sau này mà những cái năm tôi trẻ đó, sau này đi học ở trường đại học thì bắt đầu mới tiếp cận được các giáo sư, thì người ta mới truyền cảm hứng cho mình. Chứ lúc mà mới vô tu không được truyền cảm hứng để mà mình học. Cho nên là quý vị dự được cái lớp này, chúng tôi truyền cảm hứng cho quý vị được để quý vị đáng. Không, tất cả những chuyện khác không quan trọng, không có gì quan trọng. Chùa chiền không quan trọng, sư phụ không quan trọng, đệ tử không quan trọng, công việc không quan trọng, lễ lộc không quan trọng, đi bác không quan trọng, chỉ có pháp học là quan trọng, pháp hành là quan trọng, pháp thành là quan trọng. Pariyatti pháp học, Pariyatti pháp hành, Pariyatti về đó pháp thành là quan trọng đối với kiếp người chúng ta. Đó. Mà muốn học pháp học hơi dễ vậy, muốn có pháp học thì phải học nhiều chuyện chứ, học một chuyện xem có pháp học được. Chỉ có học Phật pháp không đủ, phải học tiếng Anh rồi học tiếng Hán rồi học tiếng Việt rồi học đủ thứ hết mới được chứ. Nên làm sao mà mình đòi học pháp học mà cuối cùng là mình không có. Cho nên khi mở những lớp trong này ra thấy nhiều khi cũng đau lòng,
mở lớp chữ Hán là le que 20 người học, mà đi bác thì 200 người, mà học chữ Hán thì 20 người, như thế đau lòng không? Đó. Rồi là mở lớp tiếng Anh ra cũng vậy luôn, thầy nghĩa, ông suy nghĩ cũng vậy, cũng vậy, nhìn le que đó. Rồi những cái lớp về ví dụ Pháp và Bali, văn phạm Bali kinh tụng cũng vậy luôn. Rồi cái sự nhiệt tình mình nắm đâu, sự gọi là ham mê Phật pháp mình nắm đâu, đúng không? Rồi lớp thiền mở liên tục, thấy toàn mấy người ngoại đạo vô ngồi thiền không, còn mấy người nội đạo này không ai ngồi, đúng không? Mấy người ngoại đạo tức là ở ngoài vô mà để ý gì đó, còn mấy người nội đạo đây mình ở đây thấy không có khó. Bữa khai mạc mà có cúng bồ thơ thì có xuống. Bữa khai mạc á đông đạo, có dân tước dụng được kia thì xuống, trời ơi như vậy đó, thấy không? Mình suy nghĩ chứ, thế nó uổng đi, kiếp người mỏng manh mà nhánh cây đầy trái, lá rung cành trái xanh chín rụng rơi như vậy. Nên là xem như nó uống lắm, nó không học uống ghê lắm, uống ghê. Vậy rồi tôi có tình cờ cái bài sám này cũng nghe lâu rồi, nhưng mà tình cờ kỳ rồi đi ấy đó. Vậy là đọc cái bài sám này chút xíu rồi chuyển qua tiếng Bali nha. Bắt đầu của bài sám thôi, sám tống tán, sám đấm mà. Cuộc trần hồng xây vần quá ngắn, đọc kim phù sanh tụ tán mấy hồi, thân người tuy có đời, người đời có biết chăng ôi, thân người tuy có rồi hoàng không, chim bao khéo khuấy lạ lùng, mơ màng trong một giấc nồng mà chi, làm cho buồn bản thế ni, buồn bã thế ni, hôm qua còn đó bữa ni mất đó, bữa ni đâu rồi, hu hu hu. Khi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô, không hay ha. Khi nào đứng đứng ngồi, bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô vậy thôi. Khi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quán tài, khi nào lướt dắt trăm cài, bây giờ gửi xác ra ngoài gò hoang, khi nào trao ngọc chút vàng, bây giờ một năm xương tàn lạnh tanh, khi nào mắt đẹp mày xanh, bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu, khi nào lên gác xuống lầu, bây giờ một năm có sầu xanh xanh, khi nào liệt liệt quanh quanh, bây giờ một trận tan tành gió mưa, khi nào ngựa lóc xe lừa, bây giờ mây rước trăng đứa mơ màng, khi nào ra trướng vào màn,
Bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa. Khi nào mẹ mẹ cha cha. Bây giờ bóng núi cách xa muôn trùng. Khi nào vợ vợ chồng chồng. Bây giờ trăng khuyết con mong chi tròn. Khi nào cháu cháu con. Bây giờ hai ngã nước non xa vời. Khi nào cốt nhục vẹn mười. Bây giờ lá heo. Bây giờ lá heo nhìn tươi vui gì. Khi nào bạn hữu sum vầy. Bây giờ chén rượu cuộc kỳ vắng thiếu. Cái thân như tóc bóng chiều. Như chùm bọt nước Phật phiều ngoài khơi. Xưa ông Bành Tổ sống đời. 800 tuổi thọ nay thời còn đâu. Sang mà đến bậc công hầu. Giàu mà đến bậc mấy lâu thạch sùng. Nghèo mà đói khát lạnh lùng. Khổ mà tóc cháy da phòng trần ai. Hù du sớm tối một mai. Giàu sang cũng chết, sạc xoài cũng vong. Thông minh tài trí anh hùng. Ngu si giải dốt cũng chung một gò. Biển trần nhiều nỗi gây go. Mau mau nhẹ gót qua đò sông mê. Ừ, thôi đó thôi. Để soạn cái bài này mỗi tối đọc cho nó vui. Nhắc nhở mình chứ. Giờ còn 15 phút nữa gì học cái bài Bali chút xíu cho nó có không khí. Kinh Thánh Cầu. Trang 64. Phải không? Xin lỗi, sang 62. Trang 62 gì? Nhà nành cha ba na mê. Đạt sa năng. Và lại nửa tri kiến. Của ta. U đa bà đi khởi lên. A cúp ba mê vi mua ti. 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 Sự giải thoát của ta. Không bị dao động.
Akubbame vimutti, sự giải thoát của ta không bị dao động. Akubbame vimutti, sự giải thoát của ta không bị dao động. Ayamanti ma cha ti. Đây là đời sống cuối cùng của ta. Đây là đời sống cuối cùng của ta. Ayamanti ma cha ti. Ayamanti ma cha ti. Đây là đời sống cuối cùng của ta. Đây là đời sống cuối cùng của ta. Ayamanti ma cha ti. Đây là đời sống cuối cùng của ta. Đây là đời sống cuối cùng của ta. Nát thi đà ni. Nát thi đà ni. Bu nắp pha vô ti. Nát thi đà ni. Bu nắp pha vô ti. Nát thi đà ni. Bu nắp pha vô ti. Này nay không còn sự tái sanh nữa. Nay không còn sự tái sanh nữa. Tassamai hằng. Tassamai hằng. Vikkhave. Vikkhave. Etadahosi. Etadahosi. Này các tỳ kheo, rồi ta suy nghĩ như sau. Arigato kho. Arigato kho. Jayang dhammo. Jayang dhammo. Arigato kho jayang dhammo. Arigato kho jayang dhammo. Pháp này do ta chứng được. Arigato kho jayang dhammo. Pháp này do ta chứng được. Gâm phi rô thật là sâu kinh. 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 Đút ta sô. Khó thay. Đút ta sô khó thay. Durano Durano Bồ Thơ. Khó chân. Khó chân. Durano Durano Bồ Thơ khó chân. Khó chân. Durano Bồ Thơ khó chân. Sanh tô tịch tịnh. Sanh tô tịch tịnh. Ba ni tô cao thượng. Ba ni tô cao thượng. A tất ca quá cha rô. A tất ca quá cha rô. A tất ca quá cha rô. Siêu lý luận. Ataka vacharo siêu lý luận. Ni bu no vi diệu. Ni bu no vi diệu. Bandita ve da ni yo. Bandita ve da ni yo. Bandita Veda Ni Yo. Ý người trí mới hiểu thâu. Chỉ người trí mới hiểu thâu. Bandita Veda Ni Yo. Chỉ người trí mới hiểu thâu. Bandita Veda Ni Yo. Chỉ người trí mới hiểu thâu. Bandita
nên học tới đây thôi vậy. Thường thường thấy cái ngày Chủ nhật buổi tối được nghỉ, trên tối mai quý vị được nghỉ. Tuy nhiên ngày mai thì Thượng Tọa Tề Dũng ở trên Bình Long Bình Phước á, xuống để dạy cả ngày từ sáng đến chiều, thì mời quý vị có mặt lớp học để nghe sư hướng dẫn thêm. Sư cũng rất là giỏi, sư giảng rất hay, và quý vị cố gắng sáng mai Chủ nhật 7 giờ có mặt để chúng ta tham gia lớp học buổi sáng và buổi chiều, vì sư ở xa. Quý vị đến để vừa nghe pháp mà vừa có phước mà vừa ủng hộ cho giảng sư ở xa nữa. Tối mai thì bà tối mai thì chúng ta được nghỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Giờ sao học gì quý vị? Bali hả? Hồi hướng. Mọi người đứng lên để hồi hướng rồi xong rồi. Vậy nào học Bali thì ở lại, còn vậy nào mà không có đăng ký học thì được phép về. Chư thiên ở trên nơi không địa cầu, mọi điều lâm dương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan nghỉ phước điều chúng con ở trên. Các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyện thua tránh tại chúng sanh được hưởng bớt dài bệnh lâu. Màu tu hành tinh tấn hóa hầu, do sự vất báo mà chúng con xin cầu an đến các gia đình thí chủ hôm nay. Sự an vui do sự vất báo mà chúng con làm đây, xin cầu an đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại. Được sự an vui do sự chúng con đã trong sạch làm đây, xin cầu siêu đến thân bằng quyến thuộc quá giảng, cầu mong vì ấy được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, do sự vương báo mà chúng con